Ngày 27 tháng 5, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 28 tuổi và Nguyễn Xuân Tình, 30 tuổi, cùng trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Nguyễn Thị Ngọc Trâm là nhân viên văn thư thủ quỹ của trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân ở xã Ea Hờ Lớp, huyện Chư Sê. Trước đó, Công an huyện Chư Sê nhận tin báo tại phòng văn thư của trường xảy ra vụ mất trộm với số tiền hơn 450 triệu đồng. Công an huyện Chư Sê tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh và nhận định đây là hiện trường giả do chính các đối tượng tự dựng. Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Ngọc Trâm khai nhận do chơi chứng khoán bị thua lỗ nên từ đầu tháng 4 năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng của nhà trường. Sau đó, Trâm nhờ Nguyễn Xuân Tình tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản để chiếm đoạt tiền. Ngày 26 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Thảo, 28 tuổi, quê An Giang, là nhân viên quán karaoke để điều tra về tội giết người. Như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã thông tin, vào tối 16 tháng 5, Thảo đi làm về phòng trọ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khi đó, bé B, 3 tuổi và bé A, 1 tuổi, đều cùng là con ruột của Thảo, đang ở trong phòng. Thảo nằm dưới nền nhà ngủ được một lúc thì bé A khóc nên tìm cách dỗ nhưng không được. Sau đó dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé A, đến khi không nghe con khóc nữa thì ngủ tiếp. Đến khuya cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé A không còn thở, người tím tái nên nhờ người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bé A cũng không qua khỏi. Liên quan vụ phát hiện chân tay người trong túi xách du lịch bị đốt cháy ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, sáng 27 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra đã có kết quả giám định ADN nạn nhân. Theo đó, kết quả giám định ADN cho thấy nạn nhân là nam giới, không phải nữ như các thông tin ban đầu, có độ tuổi từ 30 đến 35, chiều cao khoảng 1m5 đến 1m9. Các đặc điểm nhận dạng khác như về chiếc túi xách, mẫu xương không thay đổi so với thông báo truy tìm nạn nhân. Chiều 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Phan Thanh Hoàng, sinh năm 2003, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, về hành vi giết người. Theo hồ sơ, bị cáo Hoàng và chị B, sinh năm 2003, trú tại thành phố Tuyên Quang, có quan hệ tình cảm. Nhưng do nghi ngờ người tình phản bội có quan hệ tình cảm với anh D, nên Hoàng chuẩn bị hung khí để sát hại chị B và anh D. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022, tại quán cắt tóc gội đầu trên phố Nguyễn Gia Thiệu, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Hoàng dùng dao sát hại chị B, thì anh D vào can ngăn, cũng bị Hoàng dùng tay trái túm áo khiến anh D ngã xuống nền nhà. Sau đó, Hoàng đâm anh D cho đến khi tình địch nằm im không cử động. Chị B bỏ chạy đến trước cửa nhà số 274 Nguyễn Gia Thiệu thì bị Hoàng đuổi kịp. Dù chị B cầu xin nhưng Hoàng tiếp tục đâm nhiều nhát khiến chị B ngã xuống vỉa hè. Do vết thương quá nặng, chị B tử vong tại bệnh viện, còn anh D bị thương tích 60%. Chiều 26 tháng 5, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội quản lý thị trường số 7 đã kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ C2, khu dân cư Tân Thuận Nam, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chứa khoảng 3.500 sản phẩm gồm các loại đồ chơi, áo mưa, kính bơi trẻ em không có xuất xứ. Một số hành vi vi phạm gồm thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện, nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính, không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi bán hàng đến với người tiêu dùng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 27 tháng 5, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã chỉ đạo cán bộ đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương ở xã Mỹ Thắng. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26 tháng 5, chị T, 26 tuổi, điều khiển xe gắn máy chở theo mẹ chồng là bà R, 53 tuổi, cùng hai con nhỏ là Y, 4 tuổi và K, 1 tuổi, để đi bệnh viện khám bệnh. Khi đến nhà cha ruột ở thôn Tám Tây, xã Mỹ Thắng, chị T gửi cháu Y nhờ người cha giữ giúp. Nhưng lúc cháu Y đang xuống xe, thì bất ngờ vặn phải tay ga, chiếc xe lao vào bà R, cháu Y và cháu K, khiến cả ba tử vong, còn chị T bị thương. Ngày 26 tháng 5, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, phó khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình sức khỏe của hai nam bệnh nhân anh em ruột hiện diễn tiến xấu sau 14 ngày nhập viện. Đối với người em 18 tuổi, tình trạng lúc nhập viện nặng, liệt cơ, sức cơ tứ chi là 1/5.
đến nay vẫn chưa có sự cải thiện và hồi phục. Còn người anh 26 tuổi lúc nhập viện với tình trạng khá hơn, nhưng diễn tiến tình trạng liệt cơ xấu hơn tăng dần. Hiện tại, sức cơ bệnh nhân tứ chi chỉ 2/5 đến 3/5. Hiện bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị trong phòng hồi sức tích cực. Các bác sĩ đang nỗ lực dùng các phương pháp điều trị tích cực để phòng ngừa các biến cố, ngăn chặn bệnh diễn tiến xấu hơn cho hai anh em. Tuy nhiên, tiên lượng dè dặt khả năng diễn tiến của hai bệnh nhân.